ơi mùi mơ mấy cái anh phép hay phép viết cái vô tờ hố phải vô tờ mơ đó mấy. Năm 300 thịt đó lá. Ví dụ phát gạo này thời gian qua đó thì cũng có 2-3 người cũng thuộc diện nghèo. Rồi họ gian lận, họ lợi sinh lần rồi cái họ về nhà họ thay đồ khác vô rồi họ bịt mặt bịt mũi này nọ, rồi lợi sinh nữa, rồi dẫn con nít dẫn gì tùm lum tùm la tới sinh thì cũng sinh được 2-3 lần gì đó. Rồi mấy người đó thì bây giờ tại vì mỗi lần mà sinh á là tôi có quay phim, tôi quay phim tôi đăng lên nè, thì bà con người ta biết, người ta mới mát tôi. À, thì nhiều khi mình nghĩ á, họ gian lận vậy á, là mình cũng hơi bực mình rồi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại á, cũng có thể là do họ túng quẫn quá, họ nghèo quá rồi họ túng quẫn rồi họ đi họ lường gạt nữa qua cái chuyện không ra gì. Mà mỗi lần mà tôi cho là tôi có nói, tôi cho là tôi quay phim, mà tôi quay phim tôi để lên là ai người ta cũng coi thấy hết á. Thì nhiều khi mình nghĩ vì họ nghèo quá thành thử ra họ cũng làm liều, được thì được không được thì thôi. Nếu có nhiều người, nhiều cái làng là mà nghèo á thì người ta cũng mát với tôi, là mấy người đó chơi số đuôi này nọ thì cũng có cái lý lẽ của nó. Người ta nghèo người ta cũng mua số đuôi, người ta hy vọng cho chúng tận đỡ phần nào đó, riết nó thành cái thói quen chơi chơi cờ bạc. Mấy bà này hình như là đi lãnh gạo từ thiện về nè. Ban mãn cái lỗ. Cái ai ban mãn cái lỗ? Phải ấm hả? Đáp hả? Quán trên kia hả? Ở quý ban cho hả? Cho gì nữa? Có dầu ăn gì nữa hả? Cho gạo không hay là cho cái gì khác nữa không? Ai tha cái ao có tự tế hay có ao ý? Quan trọng khi nó đến là phùm vậy? Tặng ơn khi nó hả? Thu quá anh chân. Bà con cũng mừng lắm, bà con nói được cho vậy là cũng mừng lắm, cảm ơn nhiều. Thì cái này, cái phần đó là phần của xã, còn cái phần của tôi là cái phần riêng nữa, tôi cho riêng. Nói chung thì xã lâu lâu cho một lần thì tôi thì càng lâu hơn nữa. Ây da, bạn bọn mà bày nhớ nó ta cháu á. Xã người ta cho, người ta có cái danh sách rồi ta mới mời bà con lên xã, lên ủy ban xã lấy. Còn tôi thì không có danh sách, tôi thấy ai nghèo rồi tôi cho. Mà nói chung thì có thì cho, chứ còn không có thì cũng không có cho. Thì lúc này thì có bạn bè gửi tiền về giúp đỡ, thử ra tôi có tiền tôi đi mua gạo tặng cho bà con. Tôi thì chỗ nào mà bà con nghèo thì tôi tới đó tôi coi, thấy nghèo thì tôi cho, chứ không có danh sách, không có gì hết. Không có đợi kỳ gì hết. Thì cứ xây tour bữa nay ở làng này mai ở làng kia, nhưng mà không có cho hết đâu, cho mấy người nghèo nhất thôi, mấy người mà tôi đánh giá là họ nghèo nhất, hoặc là có ai đó người ta giới thiệu.
có bạn bè hay là ở trong làng này nọ, người ta giới thiệu, người ta nói ờ người đó đang gặp khó khăn, không có gạo ăn thì cái đó ok, tôi cho. Người ta cho gạo 10 kg ở ủy ban đó. Không biết của chính sách hay là của hội từ thiện cho. Nhưng mà người ta lên ủy ban người ta nhận đó. Được 10 kg gạo với chai dầu ăn rồi chai nước tương hay gì á. Dạ, bạn nói chuyện nó vui. Dạ. Ủa anh miên ai xây tiết đi. Miên thằng có, anh miên ai tiết đi. À, tức lành tiết. Để đi đường chùa, quay cái cảnh chùa cho bà con coi luôn. Chùa Hàng Còng á. Cái xóm Gò Lớn á. Là cụm thôn nó cũng nằm ở cạnh cái chùa Hàng Còng nè. Nó nằm ở ngoài đồng á, nằm giữa cái chùa Hàng Còng này với chùa Cụ Ca. Nó có cái gò nằm ngay chính giữa hai cái chùa. Cái gò đó cũng lớn. Gò đó cũng lớn nên có tới hai mấy hộ trong đó. Tôi nhìn cái kiểu mà nhà cửa cắt ở trong đó sao giống cái khu tái định cư à. Chắc là khu tái định cư hồi trước. Tại vì nhà chính sách rồi, nhà 134 hay gì đó. Người ta cắt nhà để cho bà con nghèo, người ta cho lại bà con nghèo. Là đường ở trong chùa Hàng Còng đó mà con chạy từ ở trước chùa ra phía sau đó, ở phía sau chùa này là có con đường nhựa đi qua tỉnh Biên, cái tên của nó là chùa là đường Tà Lọt đó, cái này là cổng sau của chùa này. Ở bên kia thấy có cái núi á. Cái núi đó là cái mỏ đá Antraco. Có mỏ đá Antraco bên đó. Còn cái núi bự bên đây là núi dài. Đó cái gò dừa ở bên đó đó. Chỗ có chùm cây đó. Không phải gò dừa, gò lớn. Cụp thùng. Cái chùa Hàng Còng, cái chùa Cụ Ca ở đây nè. Cái chùa mà có cái cổng trời đó. Giờ mình vẹo vô đây nè, mình mới vô trong làng được. Sông co mở, anh nói mình sông co vô từ mơ. Có cái sông vô tới đám mai à. Nào mới bên nào nằm nè ai nhé. Ồ dê nào xây con nào sân. Ủa tia dê sạp đá lên nè. Hả hả tia dê sạp đá lên nè. Hồi nằm nè ai thơ mạnh. Ơi, đón mùi. Tên ấy bán nấy sợ lắm. Ừ, tên nó ngồi chắc kia tên nó bán à. Lấy lương mà bán tục nấy tên con à. Đã mục tên hát bán đấy hả? Ừ, vô tới đã con đó.
ấy xong có đám bay à, ấy che đám bay cả, ấy tôi nhớ mình che đám bay ấy thế, mình để gì ấy ta ấy đám bay ấy nữa, ôi coi này mà thế, bay coi nó bay không, ôi cha nơi át, nơi thằng á áo mặc thế trên mẹ mà. Vậy nó. Nè, nè, tôi phải có ăn áo đó nó kia này lớn đúng cái miên cháy áo lớn đúng không ạ? Để đăng thật miên nó bắt tay bơm nương miên xe ăn miên mà nương nấu rồi vô có ăn áo đi nó đó khăn đi bên mà ăn đi đốt về tới rồi đi ai mùi mơ mấy cái anh phép hai phép viết cái vô từ hố phải vô từ mơ đúng không năm 300 tích đó lá thấy nhai trơn với lên ao là đó đó ừ đó là nâng muối đấy chơi lư của vậy đấy chơi phật ca khang một nông cái ao hủi ai mạch ta kịch cú ấy trơn này kịch ta luôn ai đó ba nó ôi sạt nó vậy tên nát không hả à, ăn tên nát nó chưa phải sạt nè hả tên si ca tên si ca mới khoa mán ăn hiếm đắc máu tiết ba ôi coi nè ăn ao ao ta nâng à ăn đi à lên chứ chụp bờ mình nữ ăn nơi đi tê 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 ăn ao đi cố chẳng ao về tới ao về tới ao về má không ao vi sinh tới cũng ao chả lo nước từ tha át lưới từ xa tính ở mà xa kia vậy ờ mấy anh khơi vậy tam phần nữa hả ơi nơi mà phun nó ban nè ná ban kia ao sao ai đang ở hả nè đã ban trơn chẳng cùng vô tờ lúa tốt á ủa à phê nâng á dương ban trơn chẳng ơi đăng cao na để ban tiết đi nè đấy vô ban thế ấy vô ta ờ ờ